đáng chú ý khác, đó đều là những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài ở các giải vô địch như Iraq hay Ả Rập Xê Út. Quả tạt của cao thủ Siri. Bóng lượt quần trước khung thành của Nguyên Mạnh và đã được phá lên. Phát quyết. Trong trận đấu đó thì Văn Toàn và Công Vinh những người đã lập một cú đúp. Phát quyết đưa bóng vào. Một tình huống khá nguy hiểm được tạo ra trước khung thành của đội tuyển Syria. Sau khi hết hạn treo giò 5 trận ở giải vô địch quốc gia, Văn Quyết mới trở lại trong thời gian gần đây. Chứ không hẳn là kết quả của trận đấu. Lê Công Huynh. Đường chưa vào cho Văn Quyết, cơ hội. Pha nhà bóng trở lại. Những dứt điểm sau đó là của Tuấn Anh. Vừa rồi có lẽ là pha phối hợp hay nhất của cầu thủ đội tuyển Việt Nam kể từ đầu trận. Mới đây thì Xuân Trường đã được ra sân đá chính trận đầu tiên tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc Thầy Lích. Và thậm chí là anh đã chơi tới 60 phút. Sự tự tin là điều rất quan trọng với những cầu thủ này để họ tiếp tục thể hiện mình. Cú đá rất nguy hiểm của cầu thủ Siri. 10 phút đầu tiên trận hào hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Syria đã trôi qua. Một tình huống xử lý qua người rất cơ bản của Osama Omari trước khi tung ra cú dứt điểm. Quế Ngọc Hải là người đã bị Omari loại bỏ tình huống này. Đó là trận đấu mà rất có thể nếu như Incheon United không thi đấu thiếu người từ cuối hiệp 1 thì nhiều khả năng Xuân Trường có thể được đánh giá hết cả trận đấu. Và chọc khe cho Công Vinh nhưng thủ môn của đội bạn đã băng ra rất kịp thời. Đội tuyển Việt Nam đã tạo ra một thế trận khá ngang ngửa trước Syria và chỉ phải nhận thất bại nhờ một cú đánh đầu của tiền đạo đối phương ở phút bù giờ của trận đấu. Thêm một pha bóng rất nguy hiểm nữa về khung thành Nguyên Mạnh nhưng thủ môn của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vẫn chơi tốt. Những pha bóng như vừa rồi sẽ xuất hiện rất nhiều trong trận đấu ngày hôm nay, chắc chắn là như vậy. Pha chạm bóng là của Văn Quyết, Công Vinh. Pha phối hợp của đội tuyển Syria. Cơ hội dứt điểm. Đó có lẽ là một đường truyền vào cho đồng đội của cầu thủ mang áo số 9 Almawas Yusef. Cơ hội Văn Toàn. Cú đá đã chạm chân hậu vệ của Syria. Chuyền khá hay từ tuyến dưới lên cho Văn Toàn. Cú đánh đầu khá nguy hiểm. Một pha đổ người rất nhanh của Nguyên Mạnh. Điểm mạnh nhất của thủ môn đang khoác áo Sông Lam Nghệ An chính là khả năng phản xạ cực kỳ nhạy bén cũng như khả năng ra vào hợp lý. Lý Tuyển Bằng. Cơ hội Văn Toàn. Không được. Đó không phải Văn Toàn mà là một pha đưa bóng vào của Đình Hoàng nhưng không tới được chân của Lê Công Vinh. Bóng đã bị hậu vệ của Syria kịp thời cản phá trước khi tới chân của đội trưởng liên kết đội tuyển Việt Nam Thành Lương. Đưa bóng vào. Người chạm bóng cuối cùng là Lê Công Vinh. Đội tuyển Việt Nam cần phải phát huy được những pha bóng như vừa rồi. Đứng trước bóng đang là Osama Omari. Omari dứt điểm thẳng. Cú đá không trúng đích. Trọng tài người Singapore đã chỉ tay ra chấm đá phạt góc.
Thành Hương. Vẫn là Thành Hương, rất khéo, đưa bóng vào, đánh đầu, 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Vẫn là Lê Công Vinh, một cú đánh đầu chính xác sau đường chuyền vào của Thành Lương. Công đầu tiên trong bàn thắng này kể đến tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội TVT, Phạm Thành Lương. Đi bóng lắt léo, lừa qua hậu vệ đối phương, sau đó thực hiện quả tạt bằng chân không thuận để Lê Công Vinh ở một vị trí khá trống trải đã ghi bàn bằng đầu với một cú lắc đầu cực kỳ chính xác, đánh bại thủ thành của đội tuyển Syria. Mà Xuân Trường để lại nhiều dấu ấn nhất là chiến thắng 4-1 trước Đài Bắc Trung Hoa. Trận đấu mà Xuân Trường thực sự là ngôi sao. Và qua người rất hay của Tuấn Anh, được chuyền sang cho Thành Hương, đối mặt không được. Thủ môn của đội tuyển Syria đã băng ra để cản phá trước mũi giày của Thành Hương. Một lần nữa cao thủ đội tuyển Việt Nam lại tận dụng được sự lơi lỏng và thiếu tập trung vào phòng ngự đội tuyển Syria. Tuấn Anh đã có một pha solo rất hay trước khi chọc khe cho Thành Hương băng xuống. Sẽ là một pha bóng nguy hiểm với khung thành của Nguyên Mạnh. Nguyên Mạnh đã băng ra lỡ trớn. Anmawas. Vẫn là đội tuyển Syria. Đường chuyền vào của Omari, đánh đầu. Pha đánh đầu ở thế với của các cầu thủ Syria đã đưa bóng đi không trúng đích. Đó là pha không chiến của Alaga. Đường chuyền của Xuân Trường. Rồi, khung thành đã rộng mở rồi và chắc chắn sẽ có bàn thắng thứ hai cho đội tuyển Việt Nam, và đó là Văn Quyết. 2-0 cho đội tuyển Việt Nam ở phút bù giờ cuối hiệp 1. Những cầu thủ kinh nghiệm của đội tuyển Việt Nam đều đã lập công trong hiệp 1 của trận đấu này. Văn Quyết cũng rất hiểu ý Xuân Trường ở tình huống này bằng một tình huống di chuyển không bóng rất hay để nhận đường chuyền của đồng đội, loại bỏ một hậu vệ của